Xin chào nha. Thì bắt đầu thì hôm nay mỗi ngày anh sẽ quay một clip tầm khoảng cỡ 15 phút ha, để chia sẻ với mọi người về cái cách mà chúng ta sẽ học lập trình như thế nào mà để nó có hiệu quả. Cái anh cũng từ trải nghiệm kinh nghiệm của bản thân và kinh nghiệm của một số người bạn nữa cũng chia sẻ để giúp cho các bạn có một định hướng tốt để trong tương lai mình học tập cái thứ gì cũng phải ha. Mình sẽ tiết kiệm được rất là nhiều thời gian cho các bạn ha. Đó. Đầu tiên á là đối với anh á là anh đi lập trình nhúng, đúng không? Lập trình nhúng. Đầu tiên chúng ta phải biết lập trình nhúng là lập trình cái gì ha. Giả sử bây giờ chúng ta muốn đi về cái mảng lập trình nhúng á, thì chúng ta cần học những thứ gì này? Và học như thế nào và cơ hội việc làm như thế nào? Mà để học sao để mà cho mỗi công ty khi nó thấy bản thân mình á là nó muốn tuyển dụng ngay á, anh sẽ hướng dẫn các bạn như vậy nha. Đầu tiên á chúng ta phải hiểu lập trình nhóm là gì cái đã ha. Nó thực sự bản bản chất của lập trình nhóm nó không nghĩ đâu, mà bây giờ mình nghĩ đơn giản thôi là chúng ta sẽ nhúng một cái chương trình điều khiển vào trong một cái một một cái con vi điều khiển nào đó, hay là vào một thiết bị nào đó để chúng ta có thể điều khiển nó chạy theo ý muốn của mình. Đó, nôm na như vậy thôi ha. Bây giờ là nôm na là như vậy ha. Cách đây cái định nghĩa đó cách đây khá lâu rồi, nhưng bây giờ nó có thêm cái internet nữa, nó có thêm cái IoT nữa. Thì bản thân cái IoT mình hiểu đơn giản là gì, là chẳng qua bây giờ thiết bị của mình nó có kết nối internet nữa, mình ở đâu mình cũng có thể giám sát và điều khiển được thiết bị của mình ha. Mình có thể thu thập dữ liệu của thiết bị mình vân vân để mình phục vụ cho rất là nhiều mục đích khác nhau, đúng không nào? Thì giả sử như bây giờ chúng ta cần học cái lập trình nhúng là học như thế nào, đúng không? Đầu tiên đúng không, đầu tiên cái cơ bản của mọi ngôn ngữ lập trình đó là chúng ta phải học thật tốt về cái những cái nền tảng cơ sở ha. Vài cái nền tảng cơ sở là gì ha? Ở đây cái nền tảng cơ sở của mình là lập trình C, đúng không? C và C cộng cộng nha các bạn ha. Đầu tiên cái C các bạn học thật là kỹ cho anh, học cực kỳ kỹ luôn, học kỹ hết mức có thể các bạn, đúng không? Đó, hiện tại em thấy bây giờ đa số mọi người đều học, nhưng mà học cho có thôi. Mặc dù các bạn đã đạt cái điểm số như vậy, nhưng thực sự về sâu sắc là các bạn chưa hiểu sâu về nó ha. Các bạn muốn hiểu sâu về nó thì các bạn cần học cái gì? Đầu tiên là gì? Chúng ta phải học về gì? Về các kiểu dữ liệu, đúng không? Đó. Và khi mà chúng ưu nhược điểm của khi mà chúng ta dùng các kiểu dữ liệu đó. Và đúng không? Tiếp theo là gì chúng ta? Tiếp theo là chúng ta phải học được cái vùng nhớ, cái bộ nhớ, vân vân. Chung rất đơn giản thôi. Về cơ bản đối trong lập trình nhúng người ta cần cái gì? Cần về gì? Câu lệnh này nhánh, đúng không? Vòng lập. Đúng chưa? Về cái máng này, về con tró, về bài toán sắp xếp, đúng không? Về lưu trữ bộ nhớ vân vân đó. Thì nôm na nó là nền tảng cơ sở như vậy, đúng không? Đó, giả sử như bây giờ mình cần học, sau khi mà chúng ta đã học lập trình C, C cộng khá là tốt rồi, đúng không? Đầu tư thời gian hết mức rồi, chúng ta nắm được, ta hiểu bản chất của nó rồi, đúng không? Đúng chưa? Thì chúng ta bắt đầu đi vào đâu? Chúng ta đi vào học lập trình trên vi điều khiển. Về cơ bản là gì? Trên vi điều khiển chúng ta sẽ có được những cái vi điều khiển thông dụng nào? Tốt nhất là chúng ta sẽ học trên công tác của năm 1 nha các bạn ha, tại vì nó là những cái con nền tảng cơ sở rất là tốt mà. Nhưng bây giờ người ta không dùng nữa. Chúng ta đầu tiên á là chúng ta nên đi ở đâu? Chúng ta nên đi ở trên con biết. Sau đó từ con biết chúng ta đi vào con đâu? Con nào? Con Arduino. Sau đó chúng ta mới đi về con ARM nha các bạn ha. Nhớ nên như vậy nó sẽ tốt hơn ha. Thì bản thân cái Arduino nó cũng là cái AVR thôi, thì chúng ta có thể học BIC hoặc là học AVR đều được nha. Nhưng về cơ bản anh thấy là cũng BIC nó ở trong cái ứng dụng điều khiển thực tế là cũng BIC này xài rất là nhiều, còn AVR thì nó không xài nhiều về cũng BIC đâu ha. Chúng ta học Arduino làm gì? Chúng ta học Arduino ở trong một vài cái ứng dụng thì chúng ta có thể dùng Arduino cũng khá là tốt ha. Chúng ta muốn nhanh ra được cái demo, ra cái test thì chúng ta dùng Arduino. Còn mà khi mà chúng ta muốn ổn định, hay là chúng ta có thể là gì, làm nhiều, có nhiều người họ yêu cầu chúng ta phải dùng con BIC thì chúng ta dùng con BIC hay là con STM ha, vân vân. Nhưng mà về trong những cái môi trường khắc nghiệt đó, thì con BIC thì nó lại khá là tốt ha. Đấy. Đó, về bản chất là gì? Về bản chất tại sao chúng ta học Arduino, thứ nhất là gì? Chúng ta học Arduino để chúng ta nắm về cái hạ tầng IoT ha. Thứ hai là gì? Khi mà chúng ta test trên cái Arduino ổn định rồi, chúng ta mới modify từ Arduino, chúng ta modify ngược về con BIC hay con A,
ARM đều rất là ok các bạn ha. Đó, giả sử bây giờ chúng ta đi tuyển dụng là người ta quan tâm cái gì ha? Người ta sẽ quan tâm về cái gì? Người ta sẽ quan tâm về các cái chuẩn giao tiếp, đúng không? Thật sự là gì? Người ta sẽ đầu tiên là người ta sẽ hỏi là gì? Người ta hỏi là em lập trình được trên những cái phần dùng được trên những dòng vi điều khiển nào? Đó. Nếu mà chúng ta muốn có công việc mà lương cao, không thể nào các bạn nói là em lập trình được trên con Arduino thì người ta nghe nó cũng rất là chạnh lòng ha. Cũng có vài công ty tuyển dụng thôi nhưng mà nghe cảm thấy không có được thoải mái lắm. Mình phải là gì? Chúng ta phải học được trên những cái công việc điều khiển là nói, đúng không? Tiếp theo là gì? Tiếp theo cái điều đặc biệt quan trọng là người ta tập trung vào những cái chuẩn giao tiếp, đúng không? Chúng ta nắm vững các chuẩn giao tiếp thì đi đâu cũng được ha. Như là gì này? UART này, đúng không? Rồi EIC, SPI, rồi S485, đúng không? Canvas ha. Đó. Hoặc là một vài chuẩn khác nữa, đúng không? Nôm na là như vậy, chúng ta làm như vậy thật là tốt những cái chuẩn đó thì người ta mới thì cảm thấy là được rồi. Sau đó là chúng ta tập trung vào cái gì? Thanh ghi, timer, ngắt, đúng chưa? Đó, chúng ta tính toán được cái timer, đúng không? Tính toán cái thời gian thật được, thời gian chúng ta có thời gian thì chúng ta thêm nghiên cứu thêm gì vào iOS hay một vài cái nền tảng khác, đúng chưa? Đó, đúng không? Rồi sau đó là gì? Sau đó chúng ta mới tập trung nghiên cứu thêm những cái chúng mà chúng ta lưu và thấy nhớ, vân vân ha. Nó truyền dữ liệu lên máy tính, là truyền dữ liệu từ công vi điều khiển này sang công vi điều khiển khác, đúng không? Giao tiếp với cái hạ tầng IoT, đúng không? Có thể là chúng ta giao tiếp với PLC, vân vân ha. Rất là ok rồi. Tiếp theo là gì nữa ha? Tiếp theo là mình sẽ làm gì? Tiếp theo là mình sẽ làm cái gì nào? Đó. Tiếp theo là mình sẽ học về cái hạ tầng IoT, đúng không? Không có yêu cầu nhất thiết chúng ta phải làm gì, chúng ta phải là viết được cái app, nhưng chúng ta sẽ biết là những giao thức như là gì? HTTP, đúng không? TCP/IP này, UDP, MQTT, JSON và một vài cái giao thức khác nữa. Có thể tìm hiểu thêm, đúng không? Khi người ta muốn các bạn viết cái giao thức nào để kết nối server thì chúng ta làm việc được, đúng không? Và gì? Và chúng ta cũng tương tác được từ server về, đúng chưa? Lấy dữ liệu từ server về được, đúng không? Đồng thời ở trong cái truyền thông của cái IoT này á thì nó có truyền dữ liệu không dây và có dây, đúng không? Đối với truyền dữ liệu không dây thì nó có à, chúng ta cũng có gì à, dùng có thể chúng ta có thể truyền qua sóng RF, đúng không? Đối với RF thì có thể dùng cái chủng gì UART hoặc là SPI, vân vân, hoặc có thể người ta có thể dùng Bluetooth, đúng không? Bluetooth bây giờ là Bluetooth nó là BlueE rồi à, đúng không? Nó thì ứng dụng rất là nhiều, chúng ta nắm vững được những cái đó thì chúng ta sẽ là gì à, cái cơ hội việc làm rất là cao. Tiếp theo là gì, đúng không? Tiếp theo là chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ biết thêm về cái viết được một vài cái chương trình giao tiếp với cái máy tính thông qua C# chẳng hạn, đúng không? Thông qua Python này hoặc là gì? Dùng web socket này, vân vân. Chúng ta tìm hiểu thêm, thật sự nó cũng rất là dễ dàng đó, đúng không? Có thể dùng Simulink hoặc là có thể vài vài nền tảng khác nữa, đúng không? Tiếp theo là các bạn có thể làm gì? Và chúng ta có thể là lập trình Android, làm kết nối điều khiển thiết bị của Internet. Thật sự là gì? Bây giờ cái Android nó cũng rất là dễ dàng rồi, đúng không? Đó. Thậm chí chúng ta có thể là viết được iOS luôn, đúng không? Đó. Nhưng mà vấn đề là chúng ta phải cần có một đối với iOS thì nó cần một công cụ chuyên nghiệp một tí. Đó. Anh thì chia sẻ hôm nay là anh chia sẻ rất là ngắn như vậy thôi ha. Các bạn có cái câu hỏi gì thì các bạn đặt vào ha. Thì mỗi ngày anh sẽ tổng hợp các câu hỏi của bạn để anh chia sẻ với các bạn ha. Đó. Thì ngày mai thì mình sẽ nói về cái gì? Ngày mai thì mình sẽ nói về lập trình, học lập trình như thế nào, đúng không? Là hiệu quả. Và giả sử như bây giờ mình có một cái khóa học online mình mua về thì mình phải làm sao để học cực kỳ nhanh, hấp thụ thật là nhanh, đúng không? Tại bây giờ thời gian là tiền bạc rồi, tốc độ càng nhanh càng tốt, đúng không? Đó, cho nên là gì? Cho nên là chúng ta phải tập trung tốc độ, đúng không? Đó, đó. Cho nên ngày mai sẽ hướng dẫn các bạn cách mà các bạn học online, học trên mạng như thế nào cho thật sự nhanh nha. Rồi xin chào các bạn nha, anh thì rất là ngắn như vậy thôi.